Thưa các bạn, trước khi theo dõi toàn bộ nội dung cuốn 40 gương thành công của tác giả Dale Carnegie, bản dịch của Nguyễn Hiến Lê, mời các bạn nghe lời tựa về cuốn sách này. Lần in thứ nhất. Andrew Carnegie, ông vua thép ở Mỹ, mới ra đời chỉ kiếm được khoảng 5 cắc một giờ, mà sau gây dựng được một sản nghiệp là 80 triệu anh kim, tức khoảng 16 tỷ bạc theo giá trên thị trường hiện thời. Vì hồi nhỏ được học ít, nên lớn lên ông rất ham đọc sách. Khi ông đã giàu có và bận việc, ông mướn một người chuyên môn duyệt trước cho ông hết thảy những sách ông muốn coi, rồi dùng bút chì xanh gạch bỏ những đoạn những chương vô ích hoặc vô vị. Tôi biết bạn không thuộc hạng tỷ phú như ông, nhưng cũng ham đọc sách, cũng bận việc và cũng muốn có một nhà chuyên môn duyệt sách cho bạn đọc. Dale Carnegie, mà chắc bạn đã biết tên, đã tự nguyện lãnh nhiệm vụ đó để giúp bạn. Ông đã đọc hàng trăm cuốn sách, hàng nghìn số báo, phỏng vấn hàng chục người có tên tuổi, lựa chọn những câu chuyện hay nhất, rồi dùng một ngọn bút duyên dáng tóm tắt lại cho ta trong 3 cuốn tiểu sử: Fabinuit, Biography, Biographical, Roundup, Listen, Outnow, Fact About, Outnow People. 3 cuốn đó gồm non trăm rưỡi tiểu sử ngắn của danh nhân, phần đông là Anh Mỹ trong mọi giới, từ các nghệ sĩ, các nhà bác học, tới các nhà doanh nghiệp, các nhà chính trị, các quân nhân, luật sư, cả những nhà thám hiểm và những cầu thủ nữa. Mỗi tiểu sử dài từ 4 đến 8 trang, ghi cá tính đặc biệt cùng đời sống lạ lùng của mỗi nhà, nhất là những cố gắng, những hy sinh của họ để đạt được mục đích họ đã nhắm. Trong non trăm rưỡi chuyện đó, tôi đã lựa lấy 25 chuyện, chuyện nào cũng hấp dẫn như tiểu thuyết và bổ ích như lịch sử. Đọc đi, bạn sẽ thấy đời sống muôn hình vạn trạng, sẽ có dịp suy nghĩ về nhân sinh quan và sẽ phải ngạc nhiên mà nhận rằng trong cái xã hội vật chất này không thiếu gì nhân vật kỳ dị như những nhân vật thời chiến quốc. Tôi không rõ bạn sẽ rút được bài học nào, chứ riêng tôi khi đọc xong thấy lạc quan lắm. Lập nên sự nghiệp cơ hồ như chẳng có chi khó cả. Chỉ cần định một mục đích rồi cứ kiên nhẫn, kiên nhẫn, kiên nhẫn nhắm nó mà tiến tới. Nếu bạn có thể thất bại luôn 5-10 năm mà vẫn chịu đói, chịu rét để viết, như Jane Grey, Somerset Maugham, nếu bạn có thể xin việc 18 lần mà cũng không chán nản như A.G. Rickenbacker, thì chắc sớm muộn gì bạn cũng thành công. Mà đời bạn càng nghèo khổ, trở ngại càng lớn lao, thì ý chí của bạn càng được tôi luyện, khả năng của bạn càng được phát triển và sự thành công càng rực rỡ. Hồi nhỏ, tôi thường oán hận đã sinh vào một nhà nghèo. Ôi, sao tôi lại có thể dại được như vậy? Nhưng bài học này, theo tôi, mới còn quý giá hơn nữa, là tiền của và danh vọng không làm cho người ta sung sướng. Giàu có thì như Jean Buchanan Ducker, ông vua thuốc lá. Một hôm, một ký giả hỏi ông, có 1 triệu Mỹ Kim, ông có cho là thú không? Ông lắc đầu đáp, không, số tiền đó có đem lại cho tôi được chút vui nào đâu. Mà danh vọng thì ai bằng Einstein, nhà bác học thiên tài bậc nhất cổ kim, đã mở kỷ nguyên nguyên tử cho nhân loại. Ông nói rằng ông sung sướng vì ông không cần tiền của hoặc danh vọng hoặc lời khen. Ông tìm hạnh phúc của ông trong công việc ông làm và trong sự tiêu khiển là gảy đờn và thả thuyền. Tôi xin chúc các bạn có một công việc mà bạn mê, kiên nhẫn thực hành, và một tiêu khiển mà bạn thích. Chỉ một cũng đủ, chứ không cần 2,
như cụ Einstein. Lần in thứ nhì. Năm 1957, tôi đã lựa và dịch được 50 chuyện trong bộ Tiểu sử danh nhân của Dale Carnegie. Mới cho sắp chữ thì một nhà cầm bút viết thư cho tôi hay cũng đương cho in bản dịch cuốn Comenison Resuici của Dale Carnegie gồm non 30 chuyện. Để khỏi bị độc giả ngờ là có sự cạnh tranh nhau, mặc dầu bản dịch của tôi đã đưa ra kiểm duyệt trước, tôi đã tự ý rút đi 25 chuyện, chỉ giữ lại 25 chuyện và thêm vào một chuyện nữa của tôi viết, chuyện Henry Ford, rồi cho xuất bản dưới nhan đề Họ lập nên sự nghiệp cách nào. Từ lâu, cuốn của ông bạn đó đã tuyệt bản, nên lần tái bản này tôi lựa thêm 14 chuyện nữa, in chung lại làm một tập và đổi nhan đề là 40 gương thành công. Thực ra, quy tắc để thành công có thể tóm tắt trong mỗi một tiếng kiên nhẫn, như trong bài tựa in lần đầu tôi đã nói. Nhưng càng đọc nhiều gương danh nhân thì quy tắc đó càng ăn sâu vào tiềm thức, nhất là ta dễ gặp được trường hợp giống với trường hợp của ta. Do đó, ta càng dễ phấn khởi tự tin. Vì vậy mà tôi đã quyết định cho bản in lần này dày gấp rưỡi bản lần trước. Các bạn vừa nghe lời tựa trong cuốn 40 gương thành công tại trang www.guongdanhnhan.vn. Bây giờ, mời bạn chọn nghe câu chuyện đầu tiên. Xin cảm ơn.